Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Ngọc Vy kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN, trong chương trình Hạnh phúc từ đâu hôm nay của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, chúng tôi có mời Mục sư Tiến sĩ Phạm Hồng Phú, quản nhiệm Hội Thánh Liên hiệp Phai Phát, đến để tâm tình cùng chúng ta về sự chết của Chúa Giêsu nhân mùa lễ thương khó và phục sinh sắp đến. Trúc Linh xin kính chào Mục sư. Chào cô Trúc Linh và chào hết thảy quý khán thính giả đài SBTN. Thưa Mục sư, chỉ còn vài tuần lễ nữa chúng ta bước vào lễ thương khó và phục sinh. Xin Mục sư giúp cho chúng tôi biết lý do nào khiến Chúa Giêsu phải chết trên cây thập tự. Mời Mục sư. Kính chào quý khán thính giả của đài STBN vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị và quý quyến một tuần mới đầy phước hạnh. Hết thảy chúng ta đều biết không một con người nào trên thế gian này mà không có tội. Nếu họ nói rằng tôi không có tội thì họ đã phạm vào tội nói dối. Ai mà không có tội? Ông bà chúng ta đã nói, nhân vô thập toàn. Thánh Kinh long trọng tuyên bố trong Gia Cơ đoạn 3 câu số 2, chúng ta thể đều vấp phạm nhiều cách lắm. Trong Roma đoạn 3 câu 23, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 6 câu 23, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Như vậy, chúng ta đã biết Chúa Giêsu Christ đã đến để chết, đổ huyết ra để chuộc tội cho loài người chúng ta. Vì theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và chúng ta cũng biết trên thế gian này có hàng ngàn cách chết. Chết tự nhiên, chết già, chết bệnh, chết do tai nạn. Nhưng tại sao Chúa Giêsu phải chết trên cây gỗ để đền tội thay cho loài người chúng ta? Nicodem là người dòng Pharisee, là một giáo sư trong dân Israel và cũng là một người cai trị dân Giuđa, đã đến gặp Chúa Giêsu trong một đêm nọ để hỏi Ngài làm thế nào để có được sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu đã trả lời ông trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 3 từ câu 12 tới câu 21 như sau: Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môsê treo con rắn lên nơi đồng vắng tệ nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đón xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đón xét đâu, ai không tin thì đã bị đón xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đón xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Những kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Trong câu trả lời này của Chúa Giêsu, Ngài đã bày tỏ quá rõ rằng cho Nicodem biết Ngài phải chịu chết bằng cách nào và tại sao Ngài phải chịu chết như vậy. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau xem lại câu chuyện Môsê treo con rắn trong đồng vắng mà Chúa Giêsu đã nhắc đến ở đây. Gần 1600 năm trước Chúa Giêsu giáng sanh, khi dân Israel còn ở tại xứ Ai Cập làm nô lệ cho dân bản xứ, Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng kêu cầu khẩn thiết của họ và đã dùng Môsê giải cứu dân sự ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ để đưa dân Israel vào đất đượm sữa và mật mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ họ. Bởi vì vô tín và vô số tội lỗi chống nghịch Chúa mà họ phải đi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm và đối diện biết bao nhiêu sự xử phạt và khốn khổ. Trong sách Dân Số Ký đoạn 21 từ câu 4 đến câu số 9, ký thuật lại câu chuyện Môsê treo con rắn trong đồng vắng. Đoạn dân Israel đi từ núi Hô-rơ về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng.
Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn nói cùng Môi-se mà nói rằng: chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Có 5 điều chúng ta học được ở đây. Thứ nhất, dân Israel đã không biết ơn Chúa về sự cung ứng và sự bảo vệ trong suốt hành trình đi vào đất hứa. Thứ hai, dân Israel nói nghịch Đức Giê-hô-va và người lãnh đạo của mình. Thứ ba, tai vạ xảy đến cùng dân sự, con rắn lửa cắn chết rất nhiều người. Vì khi dân sự chống nghịch Chúa, chính họ đã bước ra khỏi sự bảo vệ, che chở của Chúa trên cuộc đời của họ. Thứ tư, dân sự ăn năn và kêu cầu Chúa tha thứ tội lỗi của họ và cứu họ. Thứ năm, Chúa tha thứ và đưa ra giải pháp cứu chữa cho họ. Đó là làm lấy một con rắn lửa bằng đồng, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị rắn lửa cắn và nhìn con rắn lửa bằng đồng đã được treo lên cây sào, thì sẽ được cứu sống. Như vậy, khi Chúa Giê-xu nhắc lại câu chuyện của Môi-se và con rắn lửa bằng đồng cho Ni-cô-đêm, Chúa Giê-xu muốn bày tỏ đôi điều như sau. Thứ nhất, con rắn lửa tượng trưng cho tội lỗi. Thứ hai, khi tội lỗi đã bước vào cuộc sống con người, chúng ta có thể thấy rõ qua hình ảnh con rắn lửa cắn dân sự, thì người ta sẽ chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Thứ ba, như Môi-se được Đức Giê-hô-va bảo phải làm con rắn lửa bằng đồng treo lên trên cây sào, thì Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời sai xuống và chịu chết bằng cách phải bị treo trên cây gỗ để chuộc tội cho cả loài người và trở nên phương cách để cứu những ai bị tội lỗi hủy diệt. Thứ tư, những ai bị rắn lửa cắn mà tin rằng nếu mình nhìn lên con rắn lửa bằng đồng mà Môi-se đã làm thì sẽ được chữa lành, và nếu họ đã chịu nhìn lên con rắn treo trên cây sào thì người đó được chữa lành. Thì cũng một đồng cách như vậy, những ai nhận biết tình trạng tội lỗi của mình và khao khát muốn nhận được sự sống đời đời và biết rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu ngoại trừ danh Chúa Giê-xu. Và người đó bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình, thì người đó được Chúa tha thứ tội lỗi và ban cho sự sống đời đời. Thứ năm, có một sự bảo đảm chắc thật cho những người tin nơi Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương hết thảy loài người và Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến không phải để đón xét thế gian, nhưng để mọi người nhờ tin Chúa Giê-xu mà được hưởng sự sống đời đời. Và trong khi còn ở tại thế, thì Ngài ban cho họ một đời sống mới trong Ngài, là một đời sống được tỏa sáng giống như Ngài. Tôi tha thiết kính mời quý vị hãy mở tấm lòng của mình, lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, để kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi và nhận lãnh sự sống đời đời cùng những phước hạnh khi còn sống trên đất. Nếu quý vị có những thắc mắc về Đức Chúa Giê-xu và niềm tin nơi Ngài, để được giải đáp tận tình, xin liên lạc với Hội Thánh Liên Hiệp Fairfax, 8922 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia, 22031, điện thoại 703-334-8819 hoặc cell phone 773-430-2377. Chúng tôi mong ước được đón tiếp quý vị trong ngày gần đây. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn phước tràn đầy trên quý vị và quý quyến muốn thật hết lòng. Kính chào quý khán thính giả. Vì thời gian phát hành của chúng tôi có hạn nên xin phép được chấm dứt tại đây. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới bình an và đầy phước hạnh. Xin kính chào. Đời người rồi qua mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân tháng ngày.
Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Ngọc Vi kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật ngày 7 tháng 4 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Ngọc Vi kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.